Trở lại với OK Spoiler Thoát. Trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đem đến với các bạn những thông tin, những dự đoán về cốt truyện mới nhất của bộ phim Alexander. Alexander sẽ lo sợ rằng Luna sẽ chết sau khi phát hiện sự thật về bệnh tình của cô ấy. Như chúng ta đã biết, Alexander đã phát hiện một sự kinh hoàng về tin đồn của Luna ở Alexander và tật tử sau khi đọc một bức thư dành cho mẹ cô ấy. Luna được bận chuẩn bị ung thư não giai đoạn cuối vào đầu tháng này sau khi cô bị động kinh và phải nhập viện. Luna hy vọng rằng cô có thể được loại bỏ, nhưng cuộc phẫu thuật không thành công và sau đó cô được thông báo rằng tình trạng cô đang đến giai đoạn cuối. Ngày hôm nay, OK Spoiler Start sẽ dự đoán câu chuyện xảy ra với cô ấy. Lucy mặc dù nhận thức được sự về bệnh Luna ban đầu, nhưng cô ấy còn nén tin tưởng của mẹ mình, điều mà bên Victor đã gặp rất nhiều quan trọng việc tìm hiểu. Ngày xạ trị đã bắt đầu đến, Luna sẽ vào tuần sau và Billy phải luận sức khỏe. Fedder đưa ra một số lời khuyên khôn ngoan và khuyến khích điều này cuối cùng mang lại cho Billy sức mạnh mà anh ta cần để Luna được hẹn với cô ấy. Luna sau đó bị ảnh hưởng bởi việc điều trị, dẫn đến việc Ben và nói điều lo lắng của mình và sự cho Lucy trong một tối về những sự lại xảy ra. Ben đã làm theo như Luna áp đổi với một phải lớn cho Lucy biết sự thật, nhắc lại rằng con gái của họ phải chắc chắn sớm phải biết được sự thật. Câu chuyện sẽ được tiếp diễn sau khi Luna sẽ nhận được một cuộc gọi đầy lo lắng từ nhà trường thông báo rằng Lucy sẽ không đến lớp. Sau đó, cô, Jay và Ben lao vào hành động như bằng tìm một cô gái lớn nhỏ. Cuối cùng, họ đã tìm thấy Lucy ở công viên nơi cô ấy cho xem lá thư, điều rõ cách điều trị của Luna tiết lộ rằng cô ấy sẽ... Các bạn vừa theo dõi một sản phẩm của OK Spoiler. Cảm ơn các bạn theo dõi tiếp theo. Bây giờ của chúng tôi là...